Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh Anh Audio. Ở cuối tập trước, sau một kích đánh lén từng trần không thành, không những thế lại còn bị hỏa diễm trong tử tiêu đấu xuất cung của từng trần phóng ra rơi lên người, làm toàn thân triệu lương hàng bốc cháy lên hỏa diễm hừng hực, từng luồng tử muội chân hỏa, còn kèm theo thanh liên yêu hỏa, âm dương hồn hỏa, u không băng diễm và đại nhật kim diễm dung hợp cùng một chỗ, bao quanh thân thể hắn, hung hăng thiêu đốt, luyện hóa. Hắn đột nhiên phát ra một chiêu sinh tử hoàn chuyển âm dương bảo luân, chẳng những không tạo thành thương tổn đối với từng trần, ngược lại bị từng trần nắm lấy thánh bảo, đồng thời phóng xuất ra lực lượng hỏa diễm dọc theo sinh tử chi lực kia phản kích đến toàn thân đều bị hỏa diễm thiêu đốt kêu thảm thiết liên tục không những thế còn xông vào trong đám thánh tử của thiên sơn phủ mà những thánh tử kia không né tránh kịp bị ngọn lửa trên người triệu lương hàng lây dính đến lập tức mọi người biến thành từng bó đút bốc cháy lên hỏa diễm này còn có thể lây nhiễm đây là hỏa diễm gì không ổn hỏa diễm này quá mạnh người đâu tới đây dập tắt hỏa diễm này giúp ta nhanh nhanh liên thủ thi triển thủy đạo băng đạo dập tắt ngọn lửa này đệ tử thiên công tác của tam đại thánh chủ phủ nhìn thấy cảnh này mỗi người đều đại kinh thất sắc bất quá dù sao đều là người từng trải lập tức liên thủ từng người điên cuồng hét lên bay lên trời cao thi triển các loại thần thông các loại thủy chi thần thông thi triển ra trong thiên địa lập tức hiện ra vô số hơi nước đại đạo đem hỏa diễm dần dần áp chế xuống qua một hồi lâu những đệ tử này mới tiêu diệt được hỏa diễm bất quá tuyệt đại đa số người bị nhiễm hỏa diễm đều toàn thân cháy đen nằm trên mặt đất hấp hối một ít người tu vi yếu hơn thậm chí đều sắp hóa thành than cốc hơn phần nửa cái mạng đều không còn mà triệu lương hàng là ngọn nguồn của hỏa diễm đã sớm thi triển thần thông dập tắt hỏa diễm nhưng cũng chật vật không chịu nổi mái tóc dài đầy đồ đều bị đốt không còn trên mặt một màu đen kịch ngay cả lông mày cũng không còn kinh sợ nhìn từng trần trong cơ thể hắn đã ngưng tụ khí phách bá chủ thánh nguyên thiên thánh hậu kỳ nhưng trước đó bị hỏa diễm này thiêu đốt lại có một loại cảm giác không cách nào áp chế thậm chí ngay cả thánh nguyên toàn thân hắn đều kịch liệt cháy lên nếu không phải hắn quyết định thật nhanh thiêu đốt tinh huyết cùng thọ nguyên cưỡng ép thôi động lực lượng bá chủ và thần thông khó lường dập tắt hỏa diễm này kịp thời chỉ sợ hậu quả không thể tưởng tượng nổi hừ đánh lén bản thiếu bản thiếu lần này chỉ là cho các ngươi một bài học cho các ngươi biết cái gì có thể đắc tội cái gì không thể đắc tội vì một phế vật đối nghịch với bản thiếu các ngươi đây là tự tìm đường chết từng trần một chân đạp lên bản hoa dung đứng chắp tay ánh mắt đảo qua khiến các thánh tử thánh nữ thiên công tác của ba đại thánh chủ phụ ở đây đều sởn cả tóc gáy đáy lòng phát lạnh những cao thủ này tất cả đều khiếp sợ ngay người thậm chí ngay cả hung thú kia cũng đều xuất lĩnh đại quân yêu thú ngừng giao thủ lui qua một bên khiếp sợ nhìn từng trần đại phát thần uy thực lực bản hoa dung và triệu lương hàn nó cực kỳ rõ ràng ba đại cao thủ liên thủ thiếu chút nữa đã vây giết nó ở đây nhưng trong tay đệ tử nhân tộc mới tới ba quyền hai cước đều bị đánh bại hơn nữa còn chật vật không chịu nổi khiến cho trong lòng nó không khỏi kinh sợ trước đó nó ở trong thánh mạch hang ổ đột phá cảnh giới bá chủ kết quả bị đám người bản hoa dung bày xuống đại trận đánh lén mặc dù cưỡng ép đột phá thành công nhưng cũng bởi vậy thân bị trọng thương hiện tại cảm nhận được từng trần cường đại đáy lòng lập tức hiện ra sợ hãi mà khiếp sợ nhất vẫn là hạng vô địch sắc mặt trở nên vàng như đất liên tục lui về phía sau hắn chính là sợ từng trần tìm kiếm mình gây phiền toái cho nên sau khi tiến vào địa điểm thí luyện trước tiên tìm được đệ tử thiên công tác của thế lực khác gia nhập vào trong đó muốn tìm kiếm che chở sau đó tìm từng trần báo thù nhưng không nghĩ rằng lại có một kết quả như vậy trong một khoảng thời gian ngắn không thấy thực lực từng trần triển lộ ra so với lúc trước trấn áp hắn trong thiên công tác đâu chỉ gấp 10 lần cùng lúc này ở một bên khác nhưng lúc đại quân yêu thú vừa lùi lại Trì Văn Mẫn liền mang theo rất nhiều đệ tử của Nhân Vương phủ bay vút đến, đứng song song với Triệu Lương Hàng, lên tiếng hỏi: "Triệu huynh, ngươi không sao chứ?" "Ta không sao, kẻ này, quỷ dị, ngàn vạn lần phải cẩn thận." Triệu Lương Hàng ăn vào một viên chữa thương đan, thương thế trên người lập tức nhanh chóng được chữa trị, ánh mắt vẫn nộ lạnh như băng nhìn từng trần. Cùng lúc đó, đám thánh tử thiên công tác của ba đại thánh chủ phủ cũng đều bắt đầu hành động, hóa thành một mảnh tuyệt thiên đại trận, liên hợp lại, bao phủ đoàn người từng trần. Số lượng thánh tử của tam đại thánh chủ phủ nhiều không kể xiết, hơn nữa mỗi người đều là cao thủ đỉnh cấp như hạng vô địch, đạo chính trị còn có cao thủ đỉnh cấp như từ duyệt nửa bước bá chủ cao thủ cũng có không ít những người này trước đó liên thủ đối kháng đại quân yêu thú hiện tại liên thủ khí tức đại trận hình thành lập tức trở nên thâm thúy như là một tòa thần sơn đè xuống lúc này triệu lương hàng và trì văn mẫn biết được sự khủng bố của tần trần lập tức liền động tâm tư chuẩn bị lợi dụng thánh tử đại trận để trấn áp tần trần tần trần ngươi không nên kiêu ngạo ngươi đã ở trong phong thần đại trận của thánh tử thiên công tác ba đại phủ chúng ta không cho phép ngươi ngăn ngược chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào sức một mình ngươi có thể chống lại tất cả thánh tử của ba đại phủ chúng ta sao nhanh chóng thả hoa huynh ra nếu không đừng trách thủ hạ chúng ta vô tình triệu lương hàng quát từng trần chẳng lẽ ngươi muốn khai chiến toàn diện với ba đại phủ chúng ta nói cho ngươi biết ngươi thân là đệ tử thiên công tác lại ra tay với đồng môn chúng ta chỉ cần chúng ta truyền tin về tổng bộ ngươi khó mà thoát khỏi cái chết bộ trưởng diệu quan thánh chủ đại nhân cũng không cứu được ngươi thậm chí thế lực của ngươi gia tộc của ngươi tất cả mọi thứ của ngươi đều sẽ bị thiên công tác xóa đi còn có quản hàng phủ người của thiên diễn tông và minh tuệ các cũng sẽ bị ngươi liên lụy tất cả đều phải chết chu vũ thánh chẳng lẽ ngươi muốn để từng trần này chấp mê bất mộ ngươi là đại sư huynh thiên công tác của quản hàng phủ ngươi cũng khó thoát trách nhiệm chư vị huynh đệ tỉ muội các ngươi nhanh chóng thôi động trận bàn trên người cầu thông với thánh nguyên của chúng ta trấn áp kẻ này triệu lương hàng lại rống to khí tức các thánh tử thiên công tác của tam đại thánh chủ phủ bộc phát ra giống như đại dương mênh mông khiến cho người của quản hàng phủ biến sắc ngay cả úy tư thanh khúc cao phong quyền mộ liễu sắc mặt đều có một ít khó coi mà tần trần thế thế thì cười lạnh một tiếng trào phúng nói trên đời này đúng là người không sợ chết quả thật là nhiều đừng nói tam đại thánh tử thiên công tác của các ngươi đồng thời liên thủ cho dù có thánh tử các thế lực khác liên hợp nhiều hơn nữa cũng không đủ để ta chém giết đúng rồi triệu lương hàn vừa rồi ngươi ra tay với bản thiếu thi triển ra âm dương bảo luân gì đó đánh lén bản thiếu sao hiện tại bản thiếu liền thu nhận âm dương bảo luân của ngươi để cảnh cáo còn có bản hoa dung này phạm vào kiên kỵ của bản thiếu hôm nay khó thoát khỏi cái chết bất quá bản thiếu niệm tình hắn là đồng môn trong thiên công tác liền thu lấy thần thông của hắn luyện hóa căn nguyên của hắn để hắn không có dũng khí kiêu ngạo trước mặt bản thiếu nữa trong lúc nói chuyện tần trần vung tay lên thúc giục tử tiêu đấu xuất cung lập tức ngọn lửa kinh khủng tràn ngập tần trần âm thầm thôi động thuộc bổ thiên âm dương bảo luân bị tần trần bắt giữ không ngừng rung động làm cho khí tức lạc ấn mà triệu lương hàng lưu lại ở bên trong bị luyện hóa khiến triệu lương hàng dần dần mất đi khống chế đối với âm dương bảo luân tần trần đạp một chân lên bản hoa dung hai tay dũng động miễn cưỡng nắm lấy âm dương bảo luân trực tiếp phá hủy tất cả lạc ấn cùng hạch tâm trận pháp bên trong theo trận pháp bên trong bị phá triệu lương hàng kêu thảm một tiếng hắn ta để lại lạc ấn linh hồn trong âm dương bảo luân bị tần trần đánh cho tan tác toàn bộ thất khiếu đều chảy ra máu thống khổ gào thét tần trần người dám cướp đi âm dương bảo luân của bản tọa triệu lương hàng điên cuồng gầm rú âm dương bảo luân này là bản mệnh thánh bảo của hắn hiện tại lập tức mất đi thể xác và tinh thần tổn hao nhiều khí tức suy yếu tần trần cười lạnh một tiếng không thèm để ý sau đó lại nắm vào hư không một cái một vòng xoáy xuất hiện đem thân thể của bản hoa dung nhấc lên triệu lương hàn và trì văn mẫn thấy thế thì đồng thời ra tay tiến hành công kích về phía Tần trần ý đồ muốn giải cứu bản hoa dung chỉ là hạt gạo mà cũng muốn tỏa ra hào quang Tần trần lắc đầu hai quyền giống như nội long trực tiếp đánh ra bức hai người liên tục lui về phía sau khí huyết cuồn cuộn lên căn bản không tới gần được Tần trần tất cả mọi người nghe lệnh khởi động phong thần đại trận triệu lương hàn và trì văn mẫn vừa sợ vừa giận rống to một tiếng lập tức tam đại thánh tử thánh nữ của thiên công tác đồng loạt ra tay trận quan lực khủng bố quanh quẩn muốn trấn áp từng trần chư vị có phải các ngươi đã quên chúng ta rồi không người của quản hàng phủ nghe lệnh kết trận cao thủ quản hàng phủ lạnh lùng quát một tiếng trong nháy mắt từng người từng người lướt qua đã sớm thành thạo không gì sánh được hóa thành đại trận cùng nhau ra tay chu vũ thánh lắc đầu sau đó ánh mắt trở nên kiên quyết cũng thả người lên gia nhập vào trong đại trận cùng lúc đó khúc cao phong và quyền mộ liễu cũng động từng người bay vút lên kết thành đại trận trận quan khủng bố của hai cổ thế lực va chạm lập tức bộc phát ra tiếng nổ vang trời cái gì không ngờ lại ngăn được triệu lương hàng và trì văn mẫn cảm thấy đại trận bên mình bị ngăn trở từng người khiếp sợ đại trận của bọn họ chính là phong thần đại trận do thánh tử thánh nữ của tam đại phủ thiên công tác liên hợp tạo thành hơn nữa đệ tử thiên công tác ai nấy đều là luyện khí đại sư tạo nghệ đặc biệt trên trận pháp bởi vậy cố tạo ra đại trận vượt xa cao thủ bình thường nhưng bây giờ lại bị người quản hàng phủ chặn lại để bọn họ làm sao không sợ hãi bọn họ cũng không biết mấy người úy tư thanh một đường đi tới trải qua rất nhiều chiến đấu hơn nữa còn có từng trần chỉ điểm liên hợp lại đại trận uy lực cũng không yếu hơn phong thần đại trận kia thậm chí ở phương diện chiến đấu còn mạnh hơn một chút nếu không từng trần cũng sẽ không mang theo đám người này đi tìm thần chiếu thánh tử rồi nếu mọi người không có chút thủ đoạn đó căn bản là mang theo đi chịu chết nhìn thấy người của quản hàng phủ ra tay từng trần cũng không mở miệng chỉ là khoát tay răng rắc một tiếng bản hoa dung bay tới liền bị từng trần nắm cổ giống như nhấc theo một con gà trong cổ họng phát ra tiếng kêu khanh khách huyết dương phủ đại sư huynh thiên công tác bản hoa dung trước đó còn kiêu ngạo bá đạo đối với từng trần liên tục xem thường nhưng bây giờ bị từng trần giẫm ở lòng bàn chân lại nắm cổ nhấc lên dãy dụa liên tục không thể không khiến người ta cảm thấy tương phản to lớn từng trần người dám động bản hoa dung một sợi tóc gáy thiên công tác sẽ không bỏ qua cho ngươi triệu lương hàn trì văn mẫn kinh sợ trống dựng lên đồng thời nhìn về phía chu vũ thánh giận dữ hét chu vũ thánh ngươi muốn thiên công tác của quản hàng phủ bị xóa tên sao còn có các ngươi dám động thủ với thiên công tác chúng ta nhanh chóng bắt lấy tên từng trần kia lấy công chuộc tội với chúng ta nếu không quản hàng phủ thiên diễn tông minh tuệ các đều không bảo vệ được các ngươi sẽ bị các ngươi mang đến họa lớn nghe hai tên này nói vậy tân trần hừ lạnh một tiếng lộ ra nụ cười lạnh lẽo các ngươi vẫn nên lo lắng cho bản thân một chút đi sau bản hoa dung liền đến phiên các ngươi một tên cũng không thoát được tần huynh chu vũ thánh vội vàng quát khẽ không được hạ tử thủ lưu lại một ít tình cảm cho tam đại thánh chủ phủ tương lai còn gặp lại nếu không sẽ rất phiền phức cái này ta biết tần trần giữ tận cười một tiếng lạnh lùng nói ta sẽ không giết chết bọn họ dù sao cũng là đồng môn giết chết bọn họ quá là tiện nghi bản thiếu phải để cho bọn họ sống không bằng chết lấy thần thông căn nguyên của bọn họ tất cả đều rút đi hấp thu để cho bọn họ trở thành một phế nhân một tay từng trần chột vào đỉnh đầu bản hoa dung bản hoa dung sắc mặt đỏ như máu giống như máu huyết toàn thân đều bị rút đi rít gào lên từng trần người dám rút thần thông của bản tọa thiên công tác sẽ không bỏ qua cho ngươi bộ trưởng đại nhân của huyết dương phủ ta đều sẽ không tha cho ngươi thế nhưng từng trần vẫn không chút động dung bàn tay nhấc lên liền thấy vô tận hồng quang phóng lên tận trời từng trần liền từ trên đỉnh đầu bản hoa dung ngạnh sinh sinh rút ra một cái bản nguyên thiên thánh cường đại lập tức trong hư không các loại khí tức bản nguyên tràn ngập còn có các loại thần thông hóa thành một đám phù văn lớn chừng nắm tay lập tức bị từng trần dung luyện vào trong thân thể bản hoa dung lập tức kêu lên một tiếng thê lương khí tức trên người nhanh chóng yếu bớt từ cường giả đỉnh cấp bá chủ rơi xuống địa thánh phàm thánh thậm chí đến cảnh giới phàm nhân bởi vì bản nguyên trong cơ thể hắn đều bị từng trần rút đi toàn bộ như là bóng da bị xì hơi khí tức trên người vô cùng uể oải lập tức cụp xuống không còn nửa điểm khí tức thánh giả mà khí tức khủng bố kia thì lập tức tiến vào trong thân thể từng trần từng trần bắt đầu thôn khí tức bản nguyên cùng quy tắc chi lực của bản hoa dung lập tức trên người từng trần lóe ra khí tức càng thêm thâm thúy bản hoa dung thân là đỉnh cấp thánh tử thiên công tác của huyết dương phủ tu vi tự nhiên phi phàm thậm chí trong cơ thể đã cô động ra lực lượng bá chủ thiên thánh hậu kỳ một cổ quy tắc và khí tức như vậy đối với việc sau này đột phá thiên thánh hậu kỳ của từng trần cũng sẽ có một ít trợ giúp thật lớn bất quá hiện tại từng trần cảm ngộ đối với quy tắc đại đạo quá sâu lực lượng này cũng chỉ để cho từng trần có một ít lĩnh ngộ mà thôi đại lượng quy tắc lực lượng đều lưu lại trong thân thể từng trần cũng không có quá nhiều tác dụng những lực lượng này đối với ta mà nói cũng không có quá nhiều công dụng, bất quá cũng không thể lãng phí như vậy. ánh mắt từng trần lóe lên, nhìn về phía Từ Duyệt, thẳng nhiên nói, Từ Duyệt, lực lượng bản nguyên của tên bản hoa dung này, liền tặng cho ngươi. ngón tay búng ra, bản nguyên lực này liền bay ra ngoài, tiến vào bên trong thân thể của Từ Duyệt. thân thể Từ Duyệt chấn động, quần áo toàn thân đều bay phất phới, một cổ khí tức như núi phát ra, Thánh Nguyên từng tất một tăng vọt. được rồi, ngươi có thể cút đi. lần này là nể tình cùng là đệ tử Thiên Công Tác, nếu không ta liền đem ngươi trực tiếp chém giết, để ngươi hình thần câu diệt thôn phệ xong lực lượng bản hoa dung từng trần tiện tay ném đi giống như chó chết vậy lực lượng trong cơ thể bản hoa dung triệt để tiêu tán hoàn toàn trở thành một phế vật bị từng trần hất lên như vậy lăn như hồ lô dưới khí tức mọi người đứng cũng không đứng lên được hắn mặc dù không chết nhưng lực lượng trong cơ thể hoàn toàn không có quả thực so với chết còn khó chịu hơn đại sư huynh rất nhiều thánh tử huyết dương phủ kinh hô một tiếng nhào nhào bay lên đỡ bản hoa dung cảm nhận được khí tức thánh nguyên trống rỗng trong cơ thể bản hoa dung trong lòng đều bị một cổ sợ hãi thật sâu bao phủ hạng vô địch ngươi hiện tại còn trốn sau lưng những người này thân là đệ tử thiên công tác của quản hàng phủ ta lại phản bội đồng môn hãm hại chúng ta cút ra đây từng trần ném bỏ bản hoa dung ánh mắt đảo qua liền thấy được hạng vô địch trong rất nhiều thánh tử ánh mắt phát lạnh từng trần ngươi chớ làm sằng làm bậy ta là người hạng gia tại quản hàng phủ hơn nữa là đệ tử của thiên công tác ngươi hiện tại phế đi bản hoa dung sư huynh đã là tội ác tài trời nếu như còn đụng đến ta kết cục sẽ càng thêm thê thảm hạng vô địch bí sắc hoảng sợ nói trên mặt trắng bệch không gì sánh được quỳ xuống nói chuyện Tần trần phất ống tay áo một cái một đạo thánh nguyên minh môn trấn áp xuống hạng vô địch lập tức bị từng trần lăng không nhiếp tới xương cốt toàn thân hắn liên tục rung động điên cuồng chống cự lại bất lực hoàn toàn không có sức phản kháng uy năng của Tần trần triệu sư huynh trì sư huynh cứu ta hạng vô địch hoảng sợ hô to ý đồ muốn được triệu lương hàng và trì văn mẫn trợ giúp nhưng hai người sắc mặt âm trầm lại không nói một câu trơ mắt nhìn hạng vô địch bị cưỡng ép cầm đến sau đó trực tiếp quỳ xuống đất quần áo trên người đều vỡ tan hạng vô địch quỳ gối trước mặt mọi người mặt đỏ bừng lúc trước hắn quỳ trên cửa dương thần huy sơn đã từng âm thầm thề đời này không bao giờ quỳ xuống trước mặt bất kỳ người nào không nghĩ tới lần này lại lần nữa quỳ xuống hơn nữa vẫn quỳ trước mặt tần trần trước mặt bao nhiêu người tần trần ta là người của hạng gia ngươi làm thế với ta hạng gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi ngươi buông tha cho ta ta đồng ý từ nay về sau không còn đối địch với ngươi nữa hạng vô địch cảm nhận được khí tức của tử vong trống giận lên hạng gia gì chứ chỉ là một thế lực bá chủ mà thôi ngươi yên tâm chờ bản thiếu kết thúc thí luyện trở lại quảng hàng phủ hạng gia ngươi nếu dám tìm bản thiếu gây phiền toái bản thiếu trực tiếp diệt luôn hạng gia ngươi lòng dạ âm hàng khắp nơi gây chuyện thị phi châm ngòi thổi gió loại người như ngươi tiếp tục lưu lại đối với thiên công tác của quản hàng phủ chúng ta mà nói là một tai họa lúc này đây không thể giữ ngươi được nữa tần huynh hạ thủ lưu tình nghe thấy lời này chu vũ thánh cảm giác không ổn vừa định ngăn cản trên người tần trần đã tản mắt ra một cổ đại lực ngăn cản hắn ra tay sau đó nhìn thấy tần trần cách không một chưởng tức khắc một tiếng bốc liền vang lên đã thấy thân thể hạng vô địch giống như một quả dưa hấu nổ tung rất nhiều thánh nguyên bay múa trên không trung từng trần há miệng hút vào toàn bộ nguyên khí này đều hút vào trong miệng hóa thành hình rồng biến mất không còn tam tích hạng vô địch vừa rồi gào thét liên tục cứ như vậy bị luyện hóa tiến vào trong càng khôn tạo hóa ngọc điệp hóa thành chân khí tẩm bổ thủ đoạn của từng trần cực kỳ tàn nhẫn dùng hết khả năng nhục nhã đầu tiên là đạp bản hoa dung xuống lòng bàn chân phế bỏ tu vi sau đó liền xuống tay với hạng vô địch trực tiếp chém giết thôn phệ chu vũ thánh thấy thế thì chỉ biết lắc đầu thở dài từng trần ngang nhiên chém giết hạng vô địch như vậy đối phương chết chưa hết tội nhưng tin tức truyền ra nhiều người như vậy làm sao phong tỏa đến lúc đó từng trần cũng phải xui xẻo đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi cảm ơn mọi người đã xem hết video nếu thấy hay mọi người nhớ cho mình một like một đăng ký kênh và đừng quên để lại comment góp ý của mọi người nha